Em năm nay mới có 28 hả chị? Bảo chị á, ui chị mà năm nay được 28 mà chị gần 4 rồi. Gần 4 rồi á? Gần 4 rồi. Sao nhìn trông như 28 ấy? Ui chắc là thích nhà trẻ nhờ. Đấy chắc là khen xe đúng không? À, em khen xe, chắc xe khen thôi. Khen xe đúng không? Đấy. Thì em cái đấy cái chữ E280 ấy là... Khiếp này bảo chị 28 thì giật thót tim luôn. Đã quá ngược. Dòng này là dòng mẹ E hả chị? Mẫu này là mẫu miệng E280 đấy. E280 đúng không? E280 à. 208. Con này động cơ máy là 3.0. Xe đẹp cực kỳ luôn. À. Em nhìn này. E280 là E280. Không? Đúng rồi, 208. À. Số 8 này đẹp thế nhỉ? Số 8 sinh lộc. À, số 8 phát lộc đấy. Đấy chưa? Nội thất da theo xe chứ không phải là thất bọc lại nhá. Đối với dòng mẹc E này nội thất cực cao cấp luôn. Rất đẹp luôn. Từ năm 2008 mà nó vẫn còn nguyên bản như này. Đúng rồi, hoàn toàn là nguyên bản luôn. Đó, và trước này chị đang chào bán cái mức giá cũng lại càng đẹp luôn đó. Đẹp. 245 triệu thôi. Có 245 triệu đấy hả chị? Ừ, 245 triệu một chiếc xe mẹc E280 này. Đấy, form dáng này. À, nói chung là cái form dáng này đúng cổ kính luôn. Nó vừa cổ lên đúng không? Đẹp mãi theo thời gian ấy. Đúng rồi, mà cái dòng này thực ra đi cũng khá là lành, mỗi tội nó hơi hao xăng một chút thôi. Và đấy. Thực ra là nhắc đến châu Âu thì người ta yêu cái sự cổ kính. Đúng rồi. Ghế chỉnh điện nhớ ghế 3 vị trí này. Vẫn rất là ok luôn. Đấy. Ai chà. Chưa. Cái ghế lái này như không ngồi sao nhỉ? Có ngồi nhưng mà ít. Càng ngồi thì càng bóng ra. Đúng rồi, những cái dòng xe sang này càng ngồi càng bóng. Nó chỉ cũ sần theo thời gian thôi. Chứ hoàn toàn là không có kiểu rách dưới hay là xe hoàn toàn không lỗi gì luôn. Đấy. Nhưng mà em chỉ quan trọng là cái chiếc xe bây giờ nó vẫn còn đẹp nhưng mà cái giá thì nó lại hợp lý. Đúng rồi. Đó. Mà đặc biệt đối với những cái dòng xe mà người ta bảo cái dòng xe cổ kính chơi sưu tầm ấy là phải cái nội thất nguyên bản thì nó mới thích. À đúng đó, rồi, còn cái máy này cái gì là... nguyên bản đúng không? Em nghĩ là cái máy thì phải làm lại vì là 208 thì không thể là nguyên bản được cái hệ thống khoang máy, nó chỉ là nguyên bản theo cái kiểu cái cách nghĩ của chị mình nè, không có va chạm ngập nước ấy, kiểu đúng như rồi. Vậy đó. Nếu chứ bây giờ mà bỏ hỏi benzin thì dòng này chắc chắn là không bao giờ có, hiểu chưa? Đó, E280 208 nhá, chứ không phải là E có 28 tuổi đâu.